chốc được ha. Cũng bự. Cây cũng bự này. Nó thay qua cái này bự. Cô ba cái cành quận không mà chứ. Ba cái cành bự. Ừ. Ba. Một con, hai con. Con lận con nè. Cái ba con. Ông cầm cá từ 2 kg cho lên. Ba con cày bự nè cả nhà. Dưới bên đây còn cá cóc. Thôi ôi. Wow wow. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Bây giờ mình đang chờ chị Hai xuống để ra bè cùng anh Hai đi cuốn lưới neo cả nhà ơi. Thấy chị Hai xuống chó sủa quá chừng rồi chị Hai. Đó. Chó nó quen không mà sủa dữ à? Quen. Quen mà sủa vậy? Xin chó đẹp lắm. Uống ngày uống gì? Mở ra khui hộp đây, khui đây, hai quá, khui. Đá chanh. Đá chanh hả? Quên mất tiêu. Ừ. Này quậy đại ca luôn. Cuốn hai tay. Thôi, thôi vậy hả? Chuẩn bị nhiều ha. Rồi, mời cả nhà xuống xuồng nha. Quen mà. Chị Hai mới có nổ máy hả chị Hai? Rồi, đúng rồi. Mới có lên đề máy lên ga. Nghe trong trong bờ chú đang kêu gọi đò ơi hả chú đang. Hello mọi người. Chú đang mắc vô kìa, nói là chú đang theo phụ kìa nè. Chút xíu nữa là chảy rồi thấy chưa? Xíu là chảy rồi. Rồi lên đường cả nhà ơi. Ở đây có bác Năm cũng làm cái chài gào cả nhà. Cái vớn. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng lưới. Mình nhẹ công hơn rồi cả nhà, chứ hồi trước ba mình làm mấy cái này là ổng đương sậy không à. Đương sậy hoặc là mình cắm tre khít 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 vậy. Giờ mua lưới cái mình gào à. Mình cắm cây ít lại. Ở ngoài này mình cũng để một cái túi vớn nữa. Vì mình thăm hàng ngày. Thế chứ ở vùng quê mình mà làm cái túi vớn vậy, cái chài gạo vậy là kiếm đồ ăn cho gia đình mình là khỏi mua đồ ăn luôn á. Để luôn à. Trời ơi, tài xế lái mà chèo chi anh? Tới mà. Tới, yên tâm đi. Trời lụa lắm chứ. Lụa đạo tơ á. Cái này con Huy Tài Thiên ký ca nhiễm rồi, lụa đạo tơ đồ. Lụa đạo tơ. Tài Thiên tới tập mấy rồi? Ai biết, hôm nay đâu có coi, hôm nay thứ hai, bữa hôm qua thứ hai nó không có chiếu. Coi tới cái gì quạt ba tiêu rồi phải không? Ừ, đúng rồi, qua quạt ba tiêu rồi. À. Qua rồi. Bắt đầu lên lưới cả nhà ơi. Địa điểm mối vuột, địa điểm vuột. Rồi, bữa nay là cục đá lên trước con cá rồi. Lâu lâu cũng có cục đá, con cá lên trước cục đá nữa nha cả nhà. Nó neo. Nó lâu lên bữa. Thôi ô dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi. Cá chặt quá. Kéo còn sình quá. Ủa sao có cái dây cột như thế nè. Ấy dạ, dạ, từ từ. Rồi, ok. Còn nguyên gốc cây. Tự nồn con cá xấu chứ. Bự quá bự. Cái xuồng kế bên là bắt tám nè, không thả lưới cá mè.
Còn xuồng phía ngoài đó là của vợ chồng của chú Bủ, chú Bủ với thím Bủ. Ồ, bữa nay có khách lại nữa nè ơi, có khách nữa. Có khách nữa ơi. Rồi chấm trà, chấm trà. Lúc là cổ thả cá sấy hả? Lương tất. Lương tất hả? Mà một tay hai tay có thấy không? Một tay à. Dạ. Bữa này tao lương tất lòng là bán được quá. Hai bữa tao không có con nữa mày, hai giấc lứ không có con nữa nha. Thấy chưa đó, ông đi một mình đúng không? Thấy chưa? Không có con nữa không? Thấy chưa? Bữa nào có Út đi về cá nhiều có Út đó thừa nó không đi với mày, không có gì hết ha. Đó, ngày hôm qua nay có Út đi, đi có một mình đó, con có đi đâu. Cái gì? Bữa đâu à? Mới bữa sập chạy vô đó mày à. Bữa dưới đó. Mấy này thả đỡ không bác Tâm? Dạ. Có cá bự không bác Tâm? Có. Ồ. Có dính đâu à ông Tâm? Dính hả? Có dính đâu à? Dính đỡ cái phao đó nằm luôn. Cái phao ngoài mà. Ngoài đùa nha. Dán ngồi kéo lưới quen thuộc cả nhà ơi. Kéo lưới dính con heo. Thấy chưa? Này bác Tám là cao thủ bắt cá bự xong tiền mình nha cả nhà. Kéo lên, kéo lên. Trời ơi, ông đi ông hái thêm được hai bó ông súng nữa kìa. Quá đã. Có lưới cá sát nè. Có. Có mà không thả trời. Đúng. Cái gì? Thả cái mày tốt. Thôi à, ông mới vậy. Thiệt thật. À, lưới cá sát mà đó, hỏi ông Bủ về coi có không, có cái Út không đó, cá dứa ra. Út đâu đó, cá dứa đâu nghe à đó nè, lên cá dứa rồi nè, đâu 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 ơi, ghi xuống ghi xuống. Ôi trời, dữ rồi dữ rồi dữ rồi, vô vô mở hàng cái ốc cả nhà ơi. Ôi dành lính luôn, quá dữ rồi. Quá quá wow, bự. Trời ơi lâu lắm rồi mới thấy con này ta ơi. Hình như hơi lâu mới thấy đường con mới lớn. Đúng rồi, lâu lắm rồi. Wow wow wow. Mới thấy con đầu tiên luôn nè. Chưa cá kia giờ cá bị lớn này hiếm lắm rồi. Nó ngoái dính liền liền luôn. Nè con tay đâu cầm chứ. Trời ơi, con cá nó đẹp cậu ơi. Cá bự làm như nó đẹp hơn cá nhỏ hết ta. Vàng. Nha chị Hai cái vàng ha. Wow wow wow. Cá nó đẹp. Ủa, con cá bự cả nhà ơi. Đã, đã. Lâu lắm rồi mới gặp con này. Wow, wow. Ồ, nó vàng nè. Đã, đã. Rồi đó, vững tinh thần đó. Em nói rồi, cá lưới có khách lại hên lắm. Vậy hai hồi đãi có gì steam hay gì á. Không biết gì đâu, có bọc ở trong này bọc dữ lắm luôn á. Không biết thả lưới con tắt không hả con? Ê, cái bữa mà ông trúng nhiều đó, hai bữa lận nha. Hai bữa. Sao ông nói rồi hai bữa sau không có hả? Không, bữa hai giác sao không còn con. Vậy hả? Đừng còn cá chó chứ mấy. Cái bữa mà có ai lợi phụ không nè? Ông nào lợi phụ? Có ta hả? Phải không? Hai mấy con. Gì? Như vậy hả? Bữa đó hai mấy con. Bởi vậy bữa đó bác Tám nó cậu Út trúng quá trời trúng rồi. Hú ba xa đầy đủ hay sao? Mấy con hú à. Trời ơi, bến như thế này đâu có mấy con có hú. Trời ơi, ta lương tất mà bố vậy là thành công vang dội luôn rồi. Dữ vậy. Mà xuống khỏi bỏ bỏ con hầm luôn. Đúng rồi, thấy ông trâu gần tới cậu bị thân chứ. Ông tại ông đây là ông gỡ cái xét. Không, tự thưởng từ ngày cậu thả cái xét đó. Bữa đó ông đem nhưng mà ông không có bủa, ông nó gió quá. Phải không? Nhớ mà. Uống nước không? Không. Cậu uống trà đá không cậu? Trời ơi, một cái number one luôn. Chế nước trà vô bây giờ cái hịch number one. Nhâm Thảo ơi,
uống nước lạnh chế với nước trà vô thành gì xe 2. Tính nhiều xe 2 dễ làm quá ta. Ê ê tim tim. Tim dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi. Trời chó quá. Dữ rồi, dữ rồi. Tim này tim chó mà. Dữ rồi, dữ rồi. Đây 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 đây. Ê, hai con. Trời ơi, mà xa luôn. Xa. Một con ba sa, một con cá cày. Vô vô. Bự nha. Thấy trời em ơi. 2 kg à. Thấy mệt rồi. Mệt. Ồ ồ ồ, đỡ nha. Nhìn tim nữa nè. Còn còn. À rồi. Ủa kiếm tim là. Là là. Kiếm tim. Nó không có lên tim hết rồi. Ừ, đó rồi. Mời qua sửa tài lưỡi rồi. Chịu nó quýnh được rồi. Rồi sáng qua bữa lưỡi lại sửa lớn luôn. Hỏi gì vậy luôn. Vô. Đó. Nó xa là vậy đó. Vô là nó bẫy đuôi lạnh dữ lắm. Đi rồi anh ơi. Chuyên gia gỡ cá à? Dì hai. Tắm cái gì đó đâu. Mẹ rồi. Đây là con cá cày. Ở cái cày đây, con cá cốc. Cá cốc nó vàng hơn đó nè. Cá cày đang thui nè. À, cái này coi hai con cái bên. Đi rồi, thành quá. Đây, chút vô mình quay lại. Ê ê ê ê ê. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tưởng đâu hàng khủng mà hay không? Cái gì vậy? Số vàng. Hàng khủng, hàng khủng. 25kg à. 25kg đúng. Khối lượng tịnh 25kg đó. Đó, thấy vàng chưa? Dạ. Tính ra chỉ có sùng mình là dính cá là la làng hai cô Út. Dính nhiều tao biết chờ. Cô bớ vậy, lộ hết trơn. Cá gì tao cũng biết. Ủi bà heo ơi. Lên rồi. Lên chưa? Lên heo giống lên tao tao. Đi buông ra đi mình đánh kéo lên nè. Người nào kêu ủi trước tôm. Giờ anh tèo à. Dạ, dạ. Bắt đầu nó chí, hay chí hay tèo. Tông, tông. Ở đâu đâu nghe đó. Ừ. Dạ, ở sao mà sao. Hết hồn, hết hồn, hết vía. Về ăn cơm với bà kia. Hên quá khổ quá ơi. Con Út là thằng tài của con mà. Hồi nãy chờ mũ vô cuốn là tôi quýnh ngay bài bà xa nè. Rồi khắp nữa sao mà đây. Không có thiệt. Bắt cá lọt con heo. Có thể cá lọt không à, nhỏ 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 mà không có bự nha. Mà bà 600 gram nữa ký, 600 gram nữa ký, 700 gram là bự nhất. Vô. Em qua mà bán không có tiền mẹ nha. Rồi, trời ơi, chạy lắm chứ ơi. Xa vô 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 đục là vậy đó. Mệt quá. Ủi nay mày cho không quên. Ủi. À tới rồi đó. Thì sao? Tới rồi, tới rồi, tới. Ủi ủi hay không? Ủi này. Trời ủi cho. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Cậu Út làm nôn quá ta. Để mình quay máy mình ủi cái bắt mày cá hú cái nè. Ủi xéo xuống luôn nha. Dạ. Quá khó rồi. Thấy chưa? Thấy thấy mũi ghê không trai? Lên cá hú đi. Bà hứa cả nhà ủi cái này bắt cá hú. Có cá hú cả nhà ơi. Dính lưới chứ không phải dính bầy à. Dính lưới chứ không phải dính bầy. Con cá hú cái nhà ơi. Rồi trốn rồi. Đây nè nó nè. Tính ra con nó cũng còn mạnh lắm đó. Chạy
ta coi cuốn lưới mà cũng đi cuốn lưới mướn nữa. Kỳ vậy ta. Cô Út đắt xô quá ta ơi. Đó vậy. Cô Út chạy phụ với bác Tám cuốn mấy trái phao thôi nha. Ủa sao hả? Cũng mày cá hú chứ. Đó, lên tìm đó kìa. Đó, à, nó lên tìm kìa. Rồi rồi, rồi rồi. Hên 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 rồi, hên rồi. Mê, mê. Có tương lai chị ơi ha. Con cá mà mệt gì chị ha? Cá không mệt đâu. Trời ơi, con cá mà mệt gì không biết. Nè, nói đi. Không. Không thiệt à? Tại bữa nó mệt. Mệt 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 mệt. Nóng tốt lắm rồi chứ, lỡ chặn lưới. Mới. Dạ xa. Xa xa xa. Dục đại vô đi. Trời ơi. Trời ơi, chạy kìa, chạy kìa. Trời ơi, chạy kìa, chạy kìa. Chờ. Nữa hả? Ơi ừ, lên không kịp luôn rồi, quay không kịp luôn rồi. Tại thấy con đó nó dãy quá, dãy mềm quá, quay nó. Đúng là con đó mới là đúng lọt lưới đó mà nó không lọt ha. Lội ruột rồi, tao bẻ gạnh này bán heo ơi, đừng ơi, nó chết. Là cái nhà gai của nó đâm vô nó hả? Ừ. Ồ. Nó đâm nó. Là nó tự nó đâm nó chứ đây. Tự xử. Cái này vợ làm như chồng cựa gai gì rồi. Bẻ gai đi. Cá hú đó chồng cựa gai ở chỗ đây ơi. Cái góc, cái lưng, cả nhà ơi. Đã không? Đó. Trời ơi, có đẻ. Ờ, hai con đó cỡ. Cá nuôi hay gì? Làm được chứ. Gì? Nuôi hay gì? Con này nuôi. Đại đi, bẻ nhỏ chót đại đi. Mày dính đằng đầu anh hai, mày không chịu, mày dính đằng đầu chị hai, ba bẻ gai mày cho mày coi. Tao làm nuốt. Tao không chịu. Ê nữa kìa, nữa kìa, nữa kìa. Phải không? Dính cá đang tắt không hả? Bầy này nhỏ vậy. Bữa nay cá nhỏ cá lớn nó đi hay sao? Không mà cũng phấn khởi lắm. Dục bọc lên đó, dục cái kiệm đó, nó hồi là đi kiếm từ nha. Khi mà cuốn lưới lên cái đục đá neo tới giờ thì cá dính cũng nhiều. Vậy mới có tinh thần kéo chứ. Bị trốn rồi, bị trốn rồi. Ba cũng còn không biết con nào luôn. Dạ. Bự được chút rồi.
Làm gì chấm khô chứ không? Dữ rồi. Nào dính nhiều quá ta. Mày làm như bữa nay bài nhỏ ha. Hồi nãy trải qua một trận mưa rất là lớn cả nha. Giờ này không khí mát lắm. Thường thường mưa xong mà không có gió, mà bữa nay có gió là có gió đã rồi. Vô. Vậy dữ quá. Giờ này không khí mát mà gió hiu hiu đã rồi. Nãy giờ cậu Út đi phụ với bác Tám mà mình hơi ngơi rồi. Cậu Út đã trở lại cả nhà. Anh Hồng ơi, bắt đầu dính nữa nè. Đây cá sủ rồi. Đây cá sủ rồi đó. Cậu Út nấu cá sủ nha cả nhà. Còn nói cậu Út lại là cá bắt đầu nó lên tiếp tục cậu Út ơi. Dạ ngày đâu đi lạc. Đi lạc, còn quá tới mình còn luôn. Tại đây là đem lưới và tại bố rồi theo cậu. Nó mẹ không, nó chỗ nào có nước cũng đi. Mày gà xét gì mũi. Rồi. Hai này bả lên giả, chuyên gia lên giả. Ôi ôi. Nguyên cái lượng sổ luôn rồi. Trời ơi. Dính con gì dữ rồi chú Đen ơi. Con gì đen mung rồi. Trời ơi, dính con cù đinh làm giàu á. À, cũng giống nha cậu Út, có cái lưng trên có mấy cái chân nữa kìa. Bốn cái giò. Ừ nè, đi gan chứ bộ. Đó, đi gan không? Cái số bự rồi chứ.
Ôi ôi. Cái màu đó là màu cá sấu đó cậu. Rồi ủi đi. Ủi hả? Rồi, ủi cái nữa. Ủi cái nữa bắt con cá sấu nha. Dạ. Dạ rồi. Không kịp luôn, tính quay cái xuồng lại. Tôm. Dạ. Tôm đẹp. Nãy giờ dính càng tôm luôn hả chị Hai? Ừ, giờ thì mình dính tôm càng. Tôm càng nè. Cái này tôm thiệt luôn rồi đó. Tôm thiệt. Tôm đẹp luôn á, tôm nó đẹp luôn. Tôm nó vô loại à. Vừa bự mà vừa màu nữa đẹp quá ta. Cái đuôi cũng vậy nè, còn cái càng cũng vậy nữa. Tôm. Tôm này có lột không? Thấy yếu xìu ta. Không, cứ khư rồi. Vô, ôi mạnh chứ, vô đi lột đúng hả? Rồi. Dạ này. Trời ơi. Con tôm, tổ con tôm nó chơi cái chiêu mà sư tử giả mệt. Tôm mà nó đó, dính càng tôm lại kìa. Có đánh. Lột dính tôi đinh. Nó nãy đó. Trời ơi, dính cô đinh lại cái rồi. Tao thấy đã chập chậu ở trước rồi. Cô đinh tiếp. Cái gì đen đen nữa kìa. Miếng gì bự lắm. Nè cậu nó có bốn cái chân rõ ràng rồi. Cái đồ cổ đó sao thiệt rồi nó không. Có cái chân có cái đầu nữa là kìa. Cái này là miếng lượng xuồng đó nha. Cái này là cái trong của cái xuồng nè. Này còn lũ lụ. Dạ, dỡ lên, xách lên. Còn lũ lụ luôn nè cả nhà. Lũ lụ đó này nè, đây nước chảy nè. Để gác cái máy lại đi, nguy hiểm quá. Để sống cái nó bật cái mất công. Vậy làm bình thường rồi. Vậy làm đối với lưới neo thì vậy thì có gì đó. Cái nào cũng bình thường đó. Cái nào mà quà càng, quà niễn là ông nói là cái đó là hơi quan trọng chút. Cái không có giữ hả? Cái không giữ. Cái nào gì là không có giữ rồi. Cái nào gì đâu có giữ đâu. Bà giờ bà chạy giống sao chị Hai? Tao không có chạy ổng. Ừ. Tại ổng nói. Quá. Wow. Bữa nay dính cá cũng đỡ nha, cũng nhiều nhưng mà bọc lên cũng nhiều hơn. Bọc nhiều hơn cá. Chéo sao quay xuồng đạp cái lái quay lên. Chưa để lo lên cái nữa rồi. Trời ơi, xuồng thủ lên thấy không? Ba đều khó. Chưa có thôi bố nào không có thấy. Có không mà thấy gác không à. Ủa có thiệt, có thiệt. Có thiệt. Cuối cùng có cá sấu hả? Rồi, để em quay ra. Được cá sấu cái nè. Có cái xuồng nhỏ thế nào cũng có cái xuồng bự à. Ủi mình quay cái. Công nhận này là cô đinh nó giữ thiệt cả nha. Hòa mình hai dấu găng. Giữ thiệt. Đây nè, hai găng đó nè cậu. Lỡ đi chợt cái là nhấn vô nó liền. Cũ lột như cái bằng trong vậy. Dạ. Cái này á là định mệnh rồi nè cậu. Tại vì nãy nó rớt rồi. Rớt rồi mà dính lại với đầu nó mới cắn con được chứ thôi sao nó cắn con được. Đúng rồi. Bởi vì định mệnh không tránh khỏi đâu. Bữa nay gỡ gác mỗi tay hả chị Hai? Nay chị Hai gỡ bọc mỗi tay luôn. Rồi tới nước rồi cô, úp lên đường.
chú cổ Út Vinh bày cá hú nha. Không, tôi nằm rồi ông ơi, tôi chơi bà xa không ông ơi. Vậy chú cổ Út Vinh bày bà xa đi. Ở dưới đó có thú đó, còn là con à. Với lại thêm hai con cá hú, cổ chịu chưa? Hai con nha, hai cá hú. Phá lưới luôn hả chị hai? Ừ. Rồi lên cục đá cả nhà ơi. Ngón này thấy gì chưa? Ờ, mới con tài lưới rồi đó mà khủng khiếp vậy đó. Quá wow, tiền bột. Bữa nay anh hai thả hai tài lưới nè, còn tài lưới nhỏ nữa. Để mình chạy chỗ kia cuốn tiếp cả nhà. Chị hai được hai túi ha. Túi à? Hai dữ rồi. Chứ qua chỗ này nó được một bao luôn kìa. Một bao luôn rồi túi. Mình tới cây cờ của cái tài lưới thứ hai rồi cái này. Giờ này 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi. Bầu trời bắt đầu tối rồi cả nhà ơi. Thường thường ta nói là cá đi trạng vạn, tôm đi rạng đông. Giờ này mình kéo cái ra lưới sau này là hấp dẫn lắm nè. Có thể giờ này cá nó đi nha cả nhà, nó đâm lưới á. Lớp bọc, lớp gác, lớp dánh cây, lớp cây chiếc xuồng tùm lum hết trơn. Cô Đinh chứ, cô Đinh. Rồi, bắt đầu mình thăm tay lưới thứ hai cả nhà. Tài lưới này dính cá sô bự nè, dính cá chày bự nữa nè. Ồ, có cá kìa. Ba sa. Anh hai nói ủi cái này bắt cá cày mà bắt ba sa trước à. Có cái cày mới chịu nha. Đổi cá cày không á. Anh hai gửi cá đó chú Đen với chị hai cũng đâu ở không đâu. Nó hai bọc nhiều quá nhà ơi. Bởi vì làm này nhầm con nước vậy đó. Nói chung là bữa ít bữa nhiều thôi chứ không bữa nào mà không có hết trơn. Bùi lông là bữa nào không có trơn. Hơi mạo hiểm nha. Chị hai tin tưởng anh hai dữ vậy ta. Thường thường á chị thấy á, trên tivi á những người ta diễn viên siết á người ta tại sao ta siết được những cái nguy hiểm. Cá lên gà. Cá mồng gà hả? Trời ơi cá mồng gà cũng thấy nữa hay vậy. Mắt chị hai tỏ ha. À, những người mà ta siết ta tin tưởng nhau người ta mới siết được. Là vậy đó. Đá câu bóng. Đâu? Đây. Ồ, có cái cày, có cái cày. Trời ơi, thầy khá. Tưởng đâu. Tưởng đâu nói cái gậy đánh chó chứ. Ôi, cái cày thiệt. Anh Ký. Ồ, bự nha. Bỏ luôn đi. Con này cũng xém bạc ghê hả chị hai? Xém chứ chưa. Nuôi vài tháng nữa nó mới thành bạc ghê.
vô được. Con này bự nha cả nhà. Tưởng đâu giỡn vậy, anh nó thấy lên cây tre nó lên cây đá cậu bóng. Lên cái cày luôn, mừng quá mừng. Không, vậy là tính ra anh hai cũng uy tín ha, nó bắt con cá bự cày bự. Ôi trời ơi, có mè. Này chắc là có con cá luôn hay ha. Xa vậy mà hay ta, biết chưa. Nó chạy gì vậy, chạy gì hả? Phải không? Trời không chỉ luôn rồi, không chỉ mốt sao biết chưa. Chơi giấu nghề ha, gì hay. Con bí quyết chỉ hả? Ừ, không, thì đó, anh em mà không chỉ luôn trời, giấu nghề. Kiếm con cá cóc coi. Anh gặp nè. Mới qua xa nữa. Trời ơi. Ông giờ này ông không phái ba xa nữa kìa chị hai. Dính con cá mè trắng cả nhà ơi. Mạnh dữ ta. Ô ô to to kìa. Ô ô ô ô dữ rồi dữ rồi dữ rồi. Ôi. Bỏ con qua đi. Ôi ba xa nữa kìa. Dính con cá hú mới được. Anh hai nói ba xa có ba xa rồi đó. Bỏ vào phía ngoài. Gần hết lứ rồi giờ mình tranh thủ cả nhà ơi. Để qua phía ngoài chút xíu mình gỡ. Cái này lên của cá neo tới rồi. Tới bên nè. Xong, hết lưới. Kết thúc tay lưới là mình dính một con cá cày với một con cá ba sa nữa. Quá dữ, bữa nay quá hoành tráng luôn cả nhà ơi. Này trúng á. Trúng đậm luôn đó. Nay trúng nhiều quá cá chứ không phải là cá nó đi bầy. Ba sa với hú này không có dính bầy. Rồi dính gom gom lại cũng đỡ. Bây giờ mình chạy xuồng vô, rồi mình mình chạy xuồng vô rồi mình bắt cá mình quay tiếp mọi người coi nha. Rồi, hôm nay mình bắt cá nha cả nhà ơi. Bắt tiếp anh hai chị hai. Rồi, bắt cá đi. Kiếm nha. Anh hai chừa con cá cóc rồi bắt sao nha. Kéo tay mà ăn vô. Bữa nay mình được có con cá sấu hả ta? Ừ. Trời ơi. Còn cá sấu nãy chị thấy đâu? Hả? Cá sấu nãy chị thấy đâu? Một gớt rồi. Gớt rồi chứ. Không ai thấy hết trơn. Chó này sao? Có mình chị thấy. Hai con nó chừa lại, ba con nó chừa lại luôn đi. Mai lên con trong quất luôn. Được 2 kg. Được 2 kg à? Cá cày hả? Được. Được. 2 kg con. Anh hai của chị. Ủa anh tèo của chị hai. Chứ không
chó mình quá heo. Nói cho ai? Ừ. Kiếm gì? Đội đi ra. Đây đang cầm chó. Cầm gì? Cầm chó rồi bà chụp hình đi. Rồi. Chị hai cố gắng cầm tôm, anh hai cố gắng cầm con cá giùm em nha. Cái góc bự quá, đảo. Hay là chị hai cầm cá cày ta. Tôm đâu? Thấy rồi. Tôm kẹp đó. Đưa hai càng lên. Trời ơi, đi vô. Cái gì bắt được nó. Được thì bắt cá cày ha. Cá cày bự. Cá cày bự nữa. Đúng. Kiếm cái này bự á. Rồi được rồi, kiếm cái này cũng được. Rồi cho nó đi. Với lại chị hai. Giờ cố gắng giùm em nha. Trời ơi rồi. Bà ăn đã luôn hai gì vậy? Cá đâu phải. Cá đâu phải kho mới ăn được. Rồi, đang rồi. Nè. Dạ, đi thẳng ra đây nè. Nhanh không? Đây, đây, đây. Em bao tay lên anh, được. Em bao tay nè, em bao tay anh cầm cái kỳ á với mấy chị hai. Cầm cái kỳ lên. Đúng rồi. Cái đó nhẹ nữa. Quấn vô cái kỳ cầm. Ừ. Ok. Rồi. Cố gắng giùm em nha. Đưa ngang nha giống như hai. Rồi ok. Rồi. Chưa. 2 3. Coi đã, coi nhìn em nhìn máy nè. 2 3. Ok. Rồi đeo. Cái này mình còn 3 cái kỳ nữa các bạn, chứ con cá gốc bự. Cái gốc cỡ 3 kg không? Đó. Yeah. Ồ, lâu lắm rồi mới thấy cái cốc ở đó cả nhà, chứ giờ cái cốc mình trộm ký mấy không à, chứ không có bự nữa. Ở đây mình được trong một mình được con cá sủ, nay có một con cá sủ cá nữa chứ, nó nhỏ đó, nửa ký không? Dạ, nửa ký không? Không, 300 gram hả? Chứ con cá hú mà chết cả nè. Cốc mà ha, bự, cày cũng bự nữa, nay anh hai ba cái là bự á. Cô ba cái cày bự không mà chị ơi. Ba cái cày bự. Ừ, ba. Một con, hai con. Con lệnh con nè. Cái trời ba con. Không cần cá từ 2 kg cho lên. Ba con cày bự nè cả nhà. Dưới bên đây còn cá cốc. Ôi ôi. Wow wow. Ước mình. Bây giờ đã xong một buổi thăm lưới của nhà mình rồi mọi người ơi. Bây giờ Tùng xin kết thúc video hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye, bye bye, yeah. Bye, bye.